cái tổ chim mê mọi người Flight Cursor đó, con mẹ tới đây mày không con nữa, năm một hai con kia ở trong thấy cái đâu mới giờ đời mẹ tới nó về lại mà cũng thấy chắc nó thấy người đứng chờ. The baby moving. You can see? That side is a good light, but you cannot see the here, over here is you see the baby moving. The light is perfect at here. Yeah. The head is moving. The baby moving. Oh, maybe two. There is two of them. Two of them. Two babies. But the light is. Oh, now the baby turned up. Yeah, but the light is very bad. Yeah, it's a three. Three baby. Oh wow, two small net. Oh yeah. Yeah, baby, wake up. Wait, mom, I need the food. Yeah, mom, wait, mom. Cả đêm mưa giông trời ướt hết á, nào ra thăm lại cái tổ tiên coi sao. Thấy con mẹ đã đi kiếm ăn rồi. Tổ chim đây mày không con trên trời nắng lên đẹp vậy sao, nhưng mà bướm đồ chưa ra cho nên cũng mày lận vật mà đi chơi kiếm thức ăn cho mày đứa nhỏ rồi. Con bây giờ khá lắm. Con mè nó đừng nó bảo vệ cái tổ, thì có một cái loài chim nó tới.
Nhạy lên không kịp bấm máy là bay rồi. Giờ là thầy hai con lợn nữa nè, con thứ ba nằm khúc đâu trong. Cho trên màn hình là mình thấy hai con lợn nè, một con nè. Chờ mà mẹ về cho ăn á. Về cho ăn á, rồi bay. Rồi sáng sớm nè. Đây không tìm mẹ đấy. Rồi trời chưa tạnh mưa lắm á. Ông bữa mà chưa ra mấy. Rồi bay đi kiếm thức ăn rồi. Ồ, bằng mấy hôm mà không đến nè. Mấy giờ là lận rồi á. Là hình như đã tự động nữa. Đi theo mẹ để chi rồi. Bay chỗ hết cả rồi. Good luck for you. Bye bye.